Bởi vì nhờ Đức Phúc sẽ teaser một tí xíu, em có thể nói một câu thôi để bật mí cho mọi người trước khi mà xem MV ngay bây giờ luôn. Cái điều gì mà em cảm thấy là tâm đắc nhất? Đối với cái sản phẩm lần này, điều mà tâm đắc nhất hả? Vậy sao? Em nghĩ rằng là... Coi đi rồi tính ha. Ôi, cái điều... chắc em cho em suy nghĩ đi ha. Suy nghĩ nha. Xem đi ha. Okay. Còn có quá nhiều thứ ở trong cái sản phẩm lần này mà em muốn chia sẻ. Đúng không? Cái gì cũng tâm đắc. Ok, nhiều. Thôi mình xem trước, sau đó thì mình sẽ bật mí và chia sẻ sau ha. Được rồi. Ok. Nếu thế thì anh mời mọi người. Vâng, Hòa Minzy có mong muốn là lên trên vị trí đẹp nhất ở khu vực trên để mình ngồi ha. Xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ nè, mình sẽ di chuyển lên khu vực ở bên trên để xem cho nó thật là rõ luôn. Dạ. Đấy. Mọi người thân mến, một ít phút nữa thôi, trong khi các nghệ sĩ của chúng ta di chuyển lên khu vực phía trên, thì mình sẽ hy vọng rằng là trong cái giây phút này, kính mong là tất cả mọi người chúng ta sẽ tắt những cái đoạn livestream hoặc là những cái đoạn video clip của mình ha, để bảo mật cho Đức Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tối ngày hôm nay chắc chắn sẽ được lên sóng rồi. Mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiều bằng cách là share ở trên Facebook cá nhân của mình. Xin được trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của chính tất cả mọi người. Vâng ạ. Một khoảng không gian rất là tuổi thơ thanh xuân ở trên background. Sẽ chia sẻ cảm xúc của mình nhé. Okay. Hòa Minzy phát pháo đầu tiên lên. Mời em đứng dậy ạ. Vỗ tay cho Hòa Minzy. Lên đây. Biết. Em sẽ nói được hết. Đứng lên thôi, xoay lại với các anh chị là xong thôi. Sao? Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Ừ. Cảm giác của em khi xem MV tại đây. Ngàn lời tự hào về em mình. Rưng rưng nó đừng khóc nhá. Thôi nhá. Mọi người chúc mừng Đức Phúc đi ạ. Trời ơi, Đức Phúc giỏi quá. Đức Phúc ơi, Đức Phúc giỏi. Thực ra là Phúc không muốn chia sẻ bất cứ một điều gì với bọn em luôn ý. Em không phải cố tình đến đấy để đóng mà đi lần này nó bắt em đi vào đến người để quay chứ em cũng không muốn quay ý. Dạ. Nhưng mà kiểu như là đến rồi em cũng chỉ biết là hóa ra đây là một MV và dạng như là chuẩn bị khai giảng ấy thì Phúc muốn là có một cái MV nào đấy để mà các em học sinh sẽ tạo thành trend rồi nhảy có vũ đạo là chính trong cái bài hát này, em nghĩ là như thế. Nhưng mà tại vì khi mà em và em đi quay á thì lúc đấy hai chị em đang bận và chỉ muốn đến để thăm Phúc một cách bất ngờ thôi. Thì em cũng chỉ nhìn thấy những cảnh mà đang mặc đồng phục như này thôi. Thì Phúc cũng bảo là chị ơi thì em cần mượn cái bộ áo dài trong MV Không Thể Nhau Suốt Kiếp đã được phát sóng ra mắt vào ngày 13 tháng 5. Không, mình không cần too much information. Ok, nhiều lắm. Cảm giác của mình về MV Phúc thôi. Rồi thì cái đoạn cô y tá là trong Rời Bỏ là năm 2018. Em ơi, anh muốn đứng gần em để cái lúc đoạn nào mà em teaser nhiều quá về MV của em thì anh sẽ níu em lại nhé. Dạ vâng. Về Người ơi người đã được thì về thôi. Em cũng không ngờ là em lại có hai cái bài hát ở trong MV Đức Phúc. Cảm ơn là em. Là bài Không Thể Cũng Nhau Suốt Kiếp. Mời em ngồi xuống nhá. Ok, ngồi. Em cho em nói nốt đi thì okay. Ý là rất là xúc động và đặc biệt là nhìn thấy quả lau kính của Eric nữa thì phải nói là Phúc là dù giống như là làm sản phẩm nhưng mà nghĩ đến gia đình Hoa Dâm Bụt, vẫn nghĩ đến Hoa Dâm Bụt và dành những cái cảnh giống như là ăn cắp áo y tá rồi ăn cắp kính, tức là nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện rằng là Phúc có để có cái động thái là muốn đưa hình ảnh MV của hai anh chị của em và Eric vào. Ủa sao không đưa những cái đoạn khác mà đưa đoạn ăn cắp ta? Thì đang ăn cắp thì phải đưa đoạn ăn cắp. Thì ý là cái quan trọng nhất là em mà xúc động nhất là khi em nhìn thấy chú Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân bước tới và cái này nó là một cảm giác mà thật sự chia sẻ với anh chị là em chưa trải qua bao giờ. Bởi vì em đi học ở đại Hà Nội năm em học lớp 10. Thì khi mà học lớp 10 xong thì em học văn hóa và nghệ thuật cùng luôn. Thì em không có ngày tốt nghiệp.
nên em không biết cái cảm giác đấy là cảm giác gì cả. Thì ngày hôm nay là xem MV của Đức Phúc thì em giống như là được sống trong cái cảm xúc đấy. Và em nghĩ là các anh chị ngồi ở đây, các anh chị cũng đã qua ra trường được 5 năm, 10 năm hay kể cả 20 năm, thì các anh chị sẽ thật sự là xúc động với điều đấy. Nên là em chúc mừng Đức Phúc và chúc mừng em trai có một MV thật sự xuất sắc. Thắng rồi! Eric đứng lên đây luôn em, đứng lên đây. Thế thì nói gọn thôi nhau. Eric không biết trả lời như nào. Không, em đừng có nói thế. Nhiều khi phía mấy bài của Eric nữa sao. Phúc đứng lên đây, ừ, cho mọi người ngắm luôn cả gia đình Hoa Giang Bụt một tràng hô tay cho gia đình nhà mình được không ạ? À? Anh thấy là Phúc ngồi phía dưới thì cũng đã rưng rưng nước mắt rồi. Còn Eric thì sao? Xem MV của em mà em thấy sao? Mình xem MV của anh mình đó, anh mình thấy sao? Ra thì chắc là lần đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào đến các anh các chị cũng như toàn thể mọi người có mặt trong buổi họp báo của anh Đức Phúc hôm nay ạ. Ra cái cảm xúc của em thì thực sự là em cũng không còn dám chia sẻ, bởi vì thực ra là em em đã, đúng rồi, em cũng đã rất là may mắn khi mà em đã được xem trước một xíu cho cái MV lần này rồi. Và thực sự là cái cảm xúc của em lúc mà em xem thì đúng là em thực sự rất là tự hào về người anh của mình. Bởi vì trong cái tưởng tượng của em thì em chỉ nghĩ đây sẽ là một nó không như là những gì em đang xem. Thực sự là nó ngoài sức tưởng tượng của em, và em nghĩ là khán giả khi mà xem sản phẩm này cũng sẽ cảm thấy, cũng có một cái cảm giác như thế. Và em mong rằng là khán giả sẽ dành thật là nhiều tình cảm đến sản phẩm lần này trở lại của anh Đức Phúc ạ. Yeah. Gia đình mình ôm nhau một cái đi, thật là đẹp nào. Chúc mừng Đức Phúc và gia đình Hoa Giang Bụt. Dạ vâng, một tràng hỗ tay cho D-Tap nữa giùm em được không ạ? Tại vì chất liệu âm nhạc quá là tuyệt vời và phù hợp với Đức Phúc. Và bây giờ Minh Sù sẽ được mời Đức Phúc lên sân khấu nha. Chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian Q&A cùng với tất cả các anh chị phóng viên báo chí. Xin được mời Thanh Huyền, đại diện bên quản lý truyền thông của Đức Phúc. Và đặc biệt là mời một trong ba bạn D-Tap đi. Thịnh ha, cả ba lên được luôn ha. Ok, rồi, cả ba có đủ chỗ không? Lên luôn! Hôm nay quá vui gia đình mà, anh đứng cũng được, không sao. Mời đi tắp, lên! Xin mời Quang Đăng! Một tràng hô tay cho biên đạo Quang Đăng! Yeah. Chắc là những vũ đạo vừa rồi sẽ lại là một cái trending rất là mới ở trong tương lai dành cho giới trẻ ở đây, và đặc biệt là các bạn sinh viên, học sinh. Không biết là Nhu Đặng đã tới chưa ta? Ok, tí nữa Nhu Đặng tới thì mình sẽ mời Nhu Đặng lên sân khấu sau nha. Vâng, và Minh Sù nghĩ rằng là tất cả chúng ta ngày hôm nay ai cũng sẽ có một cái cảm xúc cá nhân riêng hết trơn á, về cái tuổi thơ của mình, về ký ức học trò, và đặc biệt là về cái MV này của Đức Phúc. Thế thì không biết là các anh chị có những câu hỏi gì hoặc là những cái cảm nhận nào thì các anh chị có thể hỏi trực tiếp ngay lập tức, giơ tay lên luôn nhé. Còn nếu không thì Minh Sù sẽ hỏi mồi một vài câu trước nha các anh chị nha. Dạ, xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bây giờ phải hỏi Đức Phúc, có quá nhiều lần đầu tiên em hả? Lần đầu tiên hát cái phong cách âm nhạc này, lần đầu tiên kết hợp cùng với D-Tap, và lần đầu tiên kết hợp cùng với Suboy mà em giấu mọi người trong ekip. Anh biết là giấu luôn cả design, giấu luôn tất cả mọi người. Tại sao vậy em? Tại sao em lại giấu mấy cái chuyện này mà không chia sẻ ra? Không, thực ra là để mà nói là giấu ekip thì không đúng. Tại vì ekip của mình chắc chắn sẽ phải biết rồi. Yeah. Và chắc là sau khi mà em phải chia sẻ một chút xíu cái cảm xúc sau khi mà thấy được ngồi công chiếu MV của mình, và cũng như là thấy cái phản ứng cũng như là tất cả mọi sự náo nhiệt của quý vị khán giả có mặt tại phòng rạp chiếu ngày hôm nay, thì thực sự em rất là vui và em rất là trân trọng và rất là cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và để mà chia sẻ về cái sản phẩm lần này thì đúng như em nói rằng là em muốn thử sức ở rất là nhiều những cái thể loại, và đến bây giờ nó chính là cái thể loại nhạc có tiết tấu. Thì em nghĩ đây là cái thời điểm phù hợp để em có thể thay đổi, và cái câu trả lời rõ ràng nhất đó chính là cái sản phẩm lần này để gửi đến quý vị khán giả. Và trong cái này nó có rất là nhiều những cái đầu tiên, và rất là nhiều lần đầu tiên hát một ca khúc nhạc tiết tấu, lần đầu tiên kết hợp D-Tap, lần đầu tiên với Suboy, và lần đầu tiên làm một cái MV mà nó vui nhộn như thế này. Và lần đầu tiên kết hợp với cả production house team của anh Nhu Đặng nữa. Yeah. Và hết rồi. Và lần đầu tiên em mời được cái dàn Táo Quân, đúng không? Xuất hiện trong một MV. Cái đấy em định chia sẻ sau. Sao ạ? Sao ạ? Chia sẻ nhiều lắm. Không, bây giờ nói luôn với giùm anh đi. Mọi người thấy là cái MV mà phải bỏ rất là nhiều
những công sức, bản thân anh nghĩ là còn tiền bạc nữa, và đặc biệt hơn hết là cả những cái sự yêu thương của mọi người dành cho em mới mời được những nhân vật đình đám như thế này trong MV của Đức Phúc. Trước tiên thì Minh Xù mong mọi người dành một tràng hỗ tay nữa đi cho cái sự nỗ lực của Đức Phúc và với cái sự bùng nổ này với MV. Em có khó khăn không khi mời họ? Lý do vì sao của em, tại vì khi mà em đã lên, em và team của mình lên cái idea cho cái sản phẩm âm nhạc lần này thì muốn làm sao dù nó là một cái sản phẩm nhạc có tiết tấu, nghe ok nó sẽ rất là vui, nhưng mà xem xong nó vẫn phải đọng lại ý nghĩa. Đó là cái điều mà em mong muốn khi đem đến với cái sản phẩm lần này. Thì với cái lý do vì sao mà em đã quyết định là em cố gắng làm sao để có thể mời được chú Xuân Bắc, chú Tự Long, chú Công Lý, cô Minh Hằng, cô Thu Hương để trong cái sản phẩm lần này là vì cô chú đã tái hiện lại cái hội bạn thân ở trong MV 20 năm sau khi mà quay trở lại lớp. Lý do vì sao mà em mời cô chú là vì em muốn rằng là có thể các bạn trẻ hiện tại không sống trong cái thời của bọn em, thì em muốn nói với các bạn rằng là đây chính là tuổi thơ của chúng tôi. Đây, những cô chú đây chính là tuổi thơ của chúng tôi. Và tôi muốn các bạn, tại vì em là một đại diện để các bạn trẻ có thể xem những sản phẩm của mình, thì đó là em muốn rằng là có thể đưa được những cái hình ảnh và tuổi thơ của chính mình đến cho các bạn biết, thế giới trẻ hiện nay có thể biết đây chính là tuổi thơ của chúng tôi. Và đây chính là những cái mà đã tạo nên những cái giây phút rất là vui vẻ, rất là ý nghĩa cho chúng tôi trong cái quãng thời gian tuổi trẻ, tuổi thơ. Đã. Vâng, và cái điều đặc biệt hơn hết là Minh Xuân không biết là ở đây mọi người có ai có những cái tình bạn mà lâu năm không ta? 10 năm, 20 năm không? Mà Minh Xuân nghĩ rằng là nếu như mà coi cái MV này tự nhiên bị nổi da gà là tại vì là tất cả mọi người, những người bạn đó họ lại thân thiết với nhau trải qua 20 năm quay trở về với cái trường học đầu tiên mình học em hả? Rồi những cái ký ức nó ùa về, nói tới đâu tự nhiên sao nổi óc lên tới đó vậy? Thật sự đang rất là có nhiều cái năng lượng tích cực cho cái tình bạn trong MV của Đức Phúc lần này. Phải chúc mừng cho em một lần nữa. Bây giờ hỏi Huyền nhé. À, cho em quên. Em vẫn chưa trả lời cái câu hỏi của anh là mời có khó không? Ừ, đúng không? Ok. Thực ra là em nghĩ rằng lại một lần nữa em phải nói cái câu như này. Đối với Hết Thương Cạn Nhớ em cũng nói, và đối với cái lần này em cũng sẽ nói, có những thứ mà là tiền chưa chắc là mình có thể làm được những cái điều đó. Và em cảm thấy mình luôn luôn là một người rất may mắn vì nhận được tình cảm yêu thương của tất cả quý cô chú, quý anh chị em nghệ sĩ đã dành cho mình. Tại vì dù gì thực ra là em cũng chưa có lần nào tiếp xúc với cô chú cả. Cái điều đó là điều thú thật. Nhưng mà khi mà em có gọi điện và em có mời cô chú để cô chú tham gia thì thực sự là em rất là vui, vì khi mà mọi người nghe thấy cái idea và cũng như là với cái thông điệp mà em muốn gửi đến thì các cô chú đã rất là vui và rất là đồng ý để tham gia cái dự án lần này. Và mọi người phải hiểu cái khi mà em lần đầu tiên em gặp cả năm cô chú cùng một lúc ngay tại đó, trời đất ơi, nó là có một cái cảm giác rất là khó tả. Tại vì cô chú nghĩa là hoạt náo hết cả cái buổi quay ngày hôm đó, cả cái không khí nó rất là vui và đúng như rằng là mà thường mình nghĩ cô chú sẽ rất khó tính đúng không? Nhưng mà cô chú là rất là dễ thương, trời, dễ chịu. Cô chú nói mà không ngờ khi mà năm người gặp nhau là không nói, không dừng một lúc nào mà cười đùa mà vui vẻ, mà em cảm thấy sao mà nghĩ là kiểu có cô chú lớn tuổi mà sao vẫn được như thế này ta. Thì em cũng rất là hy vọng làm sao là cái năng lượng đó có thể truyền được vào cái MV lần này, và cũng như là để truyền tới tất cả quý vị khán giả. Vâng, và anh cũng hy vọng mà Hoa Dâm Bụt của tụi em cũng sẽ làm được chuyện đó trong tương lai, đúng không? Đúng không? Ok, Huyền, thằng em nó trưởng thành quá đúng không? Có quá là nhiều những cái hành trình mà em đồng hành cùng với Đức Phúc. Thế thì không biết là sản phẩm lần này thì trong cái quá trình đó, thực hiện đó, thì em thấy ở Đức Phúc có cái điều gì mà em thấy bất ngờ không? Thật ra thì em cũng phải chia sẻ thêm là... Cái này đi em, cái này nó vọng về quá. Thực ra em cũng phải chia sẻ thêm là cái việc mà mời được giàn Táo Quân á, thì đúng là không quá khó, nhưng thực ra thì cũng không hề dễ. Và chắc là Phúc khiêm tốn thôi, nhưng mà em là người nhìn Phúc, đồng hành cùng Phúc và quan sát những cái quá trình mà Phúc làm việc ấy, thì điều mà em thấy là lý do tại sao anh chị chấp nhận cái lời mời của Phúc ấy là họ nhìn thấy được cái sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của Phúc. Và cái điều đấy cũng là cái điều mà em rất là vừa khâm phục vừa cũng tự hào khi mà được làm việc chung với Phúc. Ngay từ những cái ngày đầu mà bọn em làm cái Hết Thương Cạn Nhớ ấy, thì Phúc vẫn chưa quá dành về cái việc là một cái
MV sẽ phải làm những bước như thế nào. Và ngay từ cái MV đấy thì Phúc cũng tự làm, tự đưa ra idea cùng em và tự học hỏi trong quá trình làm việc. Sau đấy đến hơn cả yêu thì bắt đầu là Phúc đã chững chạc hơn rất là nhiều rồi. Và đến cái MV này thực sự là nói chung là cái phần idea mọi người nhìn thấy những cái mà mọi người wow ấy, là tất cả là những cái là từ idea của Phúc. Chính chất. nhảy thì là có phần hỗ trợ ở Quang Đăng này, nhưng mà những cái phần mà muốn cosplay các nhân vật showbiz cũng là idea của Phúc này. Rồi nhóm bạn này kia thì nói chung là Phúc đã tham gia rất là nhiều trong cái quá trình từ lúc brainstorm ý tưởng, rồi từng bộ quần áo trang phục cũng là Phúc và chị Huyền quản lý của Phúc chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đấy thì em có nhìn thấy được là trong những cái cách làm việc của Phúc thì Phúc rất là chỉn chu, rất là kỹ tính, khó tính lắm anh ạ. Rất khó tính. Để nói về khó tính thì có rất là nhiều những cái thành viên trong ekip phải được hỏi ngày hôm nay để họ có cơ hội được nói ra tiếng lòng á Phúc. Thật sự trước khi mà lên họp báo đây có nhiều người phía dưới là coi như là Phúc khó tính lắm anh ơi, nó kỹ lắm, nó sửa hoài của em đăng, phải vậy không em? Em có tâm tư tình cảm gì, những cái nỗi oan ức gì em chia sẻ hết đi. Đầu tiên thì cho Wanna xin gửi lời chào tất cả mọi người. Hôm nay thì nhân dịp này thì Wanna cũng muốn khui ra rất là nhiều cái lần mà hôm nay cũng chính là nghe chị Huyền nói thì Wanna mới thấy là mới để ý lại là từ cái lần đầu tiên mà Phúc mà gọi đăng lên gặp nói chuyện mà thể hiện là cái nói là cái ý tưởng á, thì Phúc nói về cái ý tưởng mình rất là say mê, nói là ý tưởng là em muốn cái chỗ này phải làm như thế này, cái động tác này phải làm như thế này, anh nhảy dấu vậy cho em. Ủa vậy sao kêu tôi diễn bài chứ? Thì cho tới từ đây tới đó thì Phúc lúc mà Phúc làm Phúc chỉnh rất là nhiều lần, mà lúc mà quan trọng một cái là khi mà Phúc lên tập á, Phúc làm tập rất là nghiêm túc, làm rất là nghiêm túc và thể hiện cực kỳ là quan năng. Thật sự anh rất là phục em ở chỗ đó, tuy là nhiều khi anh cũng bực em thật. Nói chung là anh mỗi lần mà ai mà sửa bài của anh giận lắm, nhưng mà tuy nhiên á, với em á, anh em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, có chịu quyền quản lý nữa nhiều hơn, rồi sau đó thì mình hiểu nhau hơn. Thì anh hôm nay thì anh rất là muốn chúc mừng em, bởi vì anh coi cái MV này á, tới hôm nay anh mới coi cái bản full. Hôm nay cũng nhân dịp kể cho quý vị khán giả luôn, tới gần tới ngày ra MV, cái lúc đó Phúc gọi đăng anh, cái đêm nhạc chỗ này nó chưa đều, anh lên anh coi giùm em. Thì lúc mà Quang Đăng lên tới phòng dựng á, Quang Đăng coi đúng cái khúc nhảy thôi. Quang Đăng thấy thì ủa đều mà, có gì đâu không đều. Tôi coi đi coi lại, coi tới coi lui cả chục lần luôn, thấy rất là đều luôn rồi. Mà không hiểu sao Phúc nhìn sao thấy chưa đều. Bị lo, anh nghĩ bị lo. Nhưng mà sau đó thì rất là trấn an Phúc lại, thì Phúc nói là ok. Hôm nay là rất là coi được từ đầu tới cuối thì mình thấy cũng rất là xúc động. Bởi vì bản thân Quang Đăng cũng đã rời ghế nhà trường cũng khoảng 12 năm rồi. Đừng có nói mấy cái đó, người ta biết tuổi mình già. Đúng rồi ha. Giấu mấy cái đó vô. Nhưng mà khai thiệt cho anh biết đi là Đăng có xuất hiện trong những cái nhân vật mà bình kính mít mà cái khăn trải bàn màu đỏ đó, có không? Có em trong đó không? Không có, nhưng mà thật ra thì lúc quay á, Phúc với lại Nhu Đặng á có kêu em vô cái một cái cảnh mà cuối cái lễ hội cuối cùng á, dạy cho Chi Phu. Rồi xong vậy hiểu sao Vô Đặng ghét em hay sao cắt cái khúc đó. Cắt luôn là bữa đó lên cũng mặc đồ nè, nó make up giận ghê. Giận mà hỏi tội Nhu mới được. Nhưng mà ủa có hả chị? Không có cái đoạn đấy. Thôi nói chung khu vậy đủ rồi. Không biết là D-Tap có thấy có cùng cảm xúc với Quang Đăng lúc mà làm việc với Đức Phúc không? Đó bây giờ phải hỏi D-Tap luôn. Minh Xu nghĩ rằng nha, cái sự phù hợp là cái điều quan trọng nhất. Đôi khi một cái người giỏi, một cái người xuất sắc, nếu mà nó không phù hợp thì nó cũng không làm được nên chuyện. Lần này thì D-Tap bọn em cái cơ duyên nào kết hợp cùng với Đức Phúc? Đức Phúc gợi ý với bọn em hay là bọn em có một sự gợi ý cho Đức Phúc? Lời đầu tiên thì D-Tap cũng xin gửi đến quý vị anh chị phóng viên đang có mặt ở khán phòng. Thì đối với Đức Phúc thì thật sự là khi trong quá trình làm việc của D-Tap với Đức Phúc thì Đức Phúc luôn ở ngay bên bạn. Tức là 6 tháng qua ngày nào Đức Phúc cũng gọi cho em. Thiệt luôn á hả? Ngày nào cũng có cuộc gọi và cũng thầy ơi tớ nghĩ là chỗ này và từng cái rất là nhỏ luôn. Từng cái việc nhỏ, ngay cả từng chữ người, chữ ơi hay là đừng ở, đừng về, các kiểu như thế nào. Thì Phúc là một người rất là kỹ tính và cầu toàn trong cái sản phẩm của mình. Và ngay cả việc mà sửa bản phối hay là việc thu âm rồi mix master là bọn em làm rất là kỹ. Dạ, tụi em có hài lòng không với cái sản phẩm lần này? Đối với sản phẩm này thì thật ra đây là một cái sản phẩm mà D-Tap siêu hài lòng và tự hào giới thiệu cho quý vị khán giả. Vâng, và đây là D-Tap, một tràng pháo tay.
Không biết là các anh chị phóng viên có những câu hỏi nào đặt ra cho Đức Phúc cùng với ekip của mình trên đây không ạ? Mà các anh chị xin mời giơ tay ạ, Minh Sùng sẽ tiến gần hơn với các anh chị. Dạ. Ngày hôm nay thì nhiều kỷ niệm lắm. Chị Nhung, dạ xin mời chị Nhung ạ. Chị muốn hỏi là ở cái khúc mà showbiz hội tụ đó thì em đã cho hóa thân tất cả bao nhiêu nhân vật ở trong đó? Dạ, lần đầu tiên em xin chào chị Nhung và em nhớ xem nào. À đây, em còn nhớ một cái mà để em dễ nhớ nhất, đó chính là em chọn cái sĩ số lớp là 40 bạn học sinh. Thì em đã cosplay 40 người, cosplay 40 nhân vật trong tất cả những cái MV mà đình đám của V-pop vào trong cái MV lần này. Và lý do tại sao mà em ngay từ ban đầu khi mà em có cái idea là muốn, tại vì em muốn một cái lần cái sản phẩm nào mà cả cái V-pop nó sẽ hội tụ ở trong đó. Nhưng mà nếu mà em làm mà kiểu em có hai cái option cho cái idea đó. Một là em sẽ khai triển từng cái câu chuyện trong các cái MV của các anh chị. Nhưng mà em thấy cái đó nó quá là khó và nó rất là không khả thi. Và em đã chuyển sang cái option thứ hai, đó chính là một cái đêm hội trại bế giảng. Và đây chính là cái concept để cho tất cả các bạn học sinh sẽ chụp ảnh kỷ yếu. Đó chính là concept V-pop. Nên đó là lý do vì sao mà em chọn 40 nhân vật ở trong V-pop. Nhưng mà 40 nhân vật đó là ngẫu nhiên hay là em có chọn tên nào không? Vì chị thấy như có Trúc Nhân nè, có Đen Vô nè, có... Nói chung là cũng nhiều người rất là nổi tiếng. Thực ra phải chia sẻ thực là như thế này. Em và ekip của mình, không chỉ một mình em mà toàn bộ ekip đã cùng nhau để tìm ra, chọn ra được 40 nhân vật làm sao. Tại vì nó khó cho bọn em là như thế này. Tại vì có những nhân vật rất nổi tiếng nhưng mà có thể là những có cái signature không ý là không có một cái sản phẩm nào mà có một ý là em muốn làm sao, tại vì bây giờ mình không có đủ thời gian trong cái MV để mình giải thích từng nhân vật, à đây là ai, đây là ai. Nên em muốn rằng là chỉ cần nhìn vào cái tạo hình đó là quý vị khán giả đã có thể nhận ra được là à đây là Đức Phúc, đây là Hòa Minzy, đây là Eric và đây là Trúc Nhân đó. Em muốn là như vậy. Nên là em đã phải vắt óc, em cùng ekip của mình vắt óc để tìm ra được là 40 cái hình tượng nhân vật nổi tiếng làm sao để nhìn một phát là quý vị khán giả có thể đoán ra được luôn đó là ai. Chị cũng thấy là trong cái MV này là một trong những lần hiếm hoi thấy Đức Phúc nhảy. Thì cái việc mà nhảy đối với em nó có phải là một cái việc khó khăn hay không? Và em tập mất bao nhiêu lâu cho cái MV này? Dạ, thực ra nó rất khó khăn nhưng mà đó là với Đức Phúc của 3 năm trước. Còn đối với thời điểm hiện tại thì em nghĩ rằng là từ cái khó khăn đó mà em đã chuyển nó thành một cái gọi là một cái yêu thích, một cái niềm đam mê. Thực ra em vẫn không có, em vẫn tự nhận là thực ra là em nhảy không có đẹp. Em vẫn nhảy không có đẹp nhưng mà em nghĩ rằng là em có đủ cái đam mê, em có đủ cái sự yêu thích với những cái vũ đạo mà em muốn, mà em gọi là em thích. Thế nên là em vẫn làm sao có thể thể hiện nó một cách tốt nhất của bản thân mình. Và em nghĩ rằng là với cái và cũng như là nhờ cái sự hỗ trợ của anh Quang Đăng và cũng như là cái phần drop của D-Tap nên là tất cả mọi thứ nó đã hòa quyện và tạo nên được cái vũ đạo lần này. Em cảm thấy mọi thứ đều rất là happy, rất là vui. Đã. Vỗ tay cho Đức Phúc được không ạ? Đúng nghĩa em ha. Khi mà mình nghĩ cái đó mình khó quá thì chắc chắn mình sẽ làm không được. Nhưng mà mình thích nó, mình sẽ làm bạn với nó thì mình sẽ làm giỏi hơn, phải không? Không biết còn anh chị nào có câu hỏi không ạ? Chị Tám ơi. Dạ, các anh chị cứ thoải mái giơ tay ạ, hoặc là mình chia sẻ cái tình cảm của mình dành cho Đức Phúc. Chị Minh. Tí ha, ok. Dạ, xin mời mọi người chân truyền micro vào giúp em ạ. Đầu tiên thì chúc mừng Đức Phúc với cái sản phẩm này. Thật ra thì chị cũng không biết hỏi gì, bởi vì những gì mà Phúc, Đi Tát và mọi người chia sẻ thì nó cũng khá là đầy đủ về sản phẩm. Và đây là một cái sản phẩm mà với cá nhân mình thì thấy rất là dễ thương, tròn trịa. Và mình nghĩ là nó cũng sẽ được các bạn học sinh cày view khá khẩm. Chúc mừng ekip. Muốn hỏi Đức Phúc là vốn thì những cái bài hit của mình nó thuộc dạng ballad. Còn với cái sản phẩm này thì ngoài chuyện là mình muốn thay đổi phong cách hình ảnh cho nó mới mẻ thì mình có một cái kỳ vọng gì hay không? Vì Đức Phúc hát ballad thì
nó sẽ dễ gọi là quen thuộc với mọi người hơn là hình ảnh này. Còn những cái vui vui như thế này thì ví dụ điệu nhảy này thì chị nghĩ có thể tạo trend được, nhưng mà còn về âm nhạc thì vui sôi động, Phúc nghĩ là nó có thể tạo nên một cái thương hiệu cho mình như những bài ballad đã làm được hay không? Em cảm ơn chị Minh rất là nhiều vì thực ra cái câu hỏi rất là hay. Em có chia sẻ rằng là lý do vì sao mà em khi mà em thấy tất cả mọi người ra những cái ca khúc tiết tấu mà em lại không có thấy gì lo lắng mà em không có theo, tại vì rằng là em nghĩ rằng là đến một cái thời điểm phù hợp của mình sẽ phải đợi cái này đến cái thời điểm chín muồi và một cái thời điểm phù hợp thì mình sẽ bắt đầu bắt tay vào một cái sự thay đổi để làm sao để khi mà tất cả từng cái bước mình đi nó phải thật là chắc chắn, nó phải thật là vững vàng, nó phải đánh đâu thắng đó. Em nghĩ là như vậy, em phải dùng cái từ như vậy. Tại vì em nghĩ đối với cái lần trở lại lần này thì ngoài cái sự vui vẻ ở trong MV thì cái âm nhạc lần này em hy vọng rằng là nó sẽ là một cái thứ âm nhạc rất là gần gũi với quý vị khán giả. Tại vì em đã cố gắng khi mà đi gặp đi tap những cái lần đầu tiên, và em và ekip của mình đưa cái idea người ơi người ở đừng về để các bạn đi tap có thể khai triển. Và khi mà em nhận được cái bản demo thì em quá là vui, tại vì là các bạn đã giúp mình khai triển được cái ý tưởng này một cách nó quá là tốt. Và em muốn đây là cái lần thay đổi về âm nhạc và có vũ đạo ở trong này, nhưng mà nó vẫn phải gần gũi với tất cả quý vị khán giả. Và đó là lý do vì sao mà em chọn cái chủ đề học sinh trong cái lần này. Em không muốn rằng là, tại vì em nghĩ rằng là nếu mà mình theo một cái hình ảnh mà nó quá là cool hay quá là ngầu thì nó cũng tại thời điểm này nó chưa hợp, nó chưa phù hợp. Đây sẽ chắc chắn là một cái lần thay đổi của Đức Phúc từ âm nhạc đến cái phong cách trong MV, nhưng nó vẫn là đem lại một cái sự gần gũi của Đức Phúc mọi ngày dành cho tất cả quý vị khán giả. Và đó cũng là một cái nguồn năng lượng tích cực của cái sản phẩm lần này đến với quý vị khán giả. Thì em hy vọng rằng là, và em cũng mong là quý vị khán giả sẽ gọi là đón nhận cái sản phẩm này với một cái tâm thế thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất khi mà xem cái sản phẩm lần này.